Dạ vâng, kính thưa tất thể quý vị thân mến, mà ai có về Kinh Bắc quê em, mà nghe quan họ mà xem làng nghề, Kinh Bắc có nghiệp có nghề, có sông tắm mát, có nghề thủ công. Và đó cũng chính là nhan đề của ca khúc Tìm Em Trong Chiều Hội Niêm, với sự song ca của Lam Danh Ca, Duẩn Trần cùng nữ ca sĩ Thu Trang. Vâng, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe và cùng thưởng thức. Tìm em